càng gần đến ngày 20 tháng 10, là con gái ai mà chẳng muốn được người quý thân mật bằng những món tiến thưởng có ý nghĩa. Và chuyện nhắc khéo chồng hay người yêu mua tiến thưởng cũng không phải hiếm gặp, nhưng nhắc như thế nào, nói chuyện ra sao lại là cả một vấn đề khá tế nhị. Đơn cử như cô nàng trong câu chuyện dưới đây, chỉ vì thử lòng người chơi trai, cô nàng nghĩ ra cách đòi tiến thưởng dịp 20/10, thế nhưng ai ngờ, cô bị người chơi trai nói chia tay vô cùng phũ phàng. Ảnh minh họa đăng tải trên một fanpage lớn dành cho các người chơi trẻ, cô nàng tâm sự. Hai, em có anh người yêu hiện đang làm cho một công ty marketing. Hôm trước em thấy cái ảnh mà CJ giày, CJ y phục gì đó mà liên quan đến việc nhắc nhở đòi tiến thưởng 20/10 quý nên em thế hệ thử anh người yêu xem anh ấy có tâm lý không và cái kết thật bất ngờ anh chị à. Anh ơi! Gì? Em đi giày CJ 37, giấy CJ M hoặc sợ tùy pho. Rồi sao nữa? Xong cũng sắp hết, tóc lâu chưa được đi cắt, mi rụng hết cả rồi, chẳng xin gì cả. Rồi sao nữa? Dân thì em nhắc anh thế thôi, 20/10 này anh làm gì thấy hợp lý, cảm thấy không sai với lương tâm là được. Em vừa nói chấm dứt câu thì người yêu đáp là: mày lên đầu tao mà ngồi này, à không, mày lên bàn thờ mà ngồi cho hợp phong thủy ấy, đòi cái gì? Sao anh mắng em chỉ nói vui vậy thôi mà. Có thấy vui không? Vui nhỉ, ha ha, vui quá, vui cực kỳ luôn. Điếc Line thì ngập đầu, sếp thì vừa chửi cho, chấm dứt quay ra người yêu đòi tiến thưởng, chán quá. Chia tay đi để tao tập trung vào công việc. Thế là từ lúc ấy đến giờ bốt em trên mọi mặt trận luôn. Em thì em chưa nghĩ chia tay gì đâu nhưng mà anh ấy cục xúc quá. Thế nên là chị em đừng có thử như em nhé, hốt nhiên chuốc họa vào thân, mấy cái trò trên mạng không có hiệu nghiệm đâu. Có người yêu mà không được đòi tiến thưởng hay sao? Ảnh chụp màn hình. Đúng là tình huống cười ra nước mắt, tiếng thoái lưỡng nan của cô nàng. Cũng được coi là số đen cho câu người chơi khi đang yên đang lành lại bày đặt cái màn dò dỉnh tiến thưởng các để giờ này bị chàng chặn hết tất cả các phương thức liên lạc như vậy chứ. Đúng là đúng người nhưng sai thời điểm, đòi tiến thưởng đúng lúc người yêu đang điếc li nê ngập đầu, sếp dục, công việc đang rối ren. Ngay khi những dòng tâm sự của cô nàng này được đăng tải, hàng ngàn bình luận đã được để lại với những ý kiến trái chiều khác nhau. Trong đó, một phe thì cho rằng chàng trai đã quá nóng nảy, bởi cô gái chỉ đang đùa cho vui. Anh chàng có thể bình tĩnh lại rồi suy xét mọi việc trước khi bốc và nói lời chia tay quá nhanh chóng như thế. Tài khoản Nga Nờ viết, chẳng biết chuyện này có thật không, chứ nếu có thật thì một là ông này không yêu người chơi này đủ nhiều, chứ yêu thật lòng không gì vài ba món tiến thưởng dò dĩnh mà chia tay nhanh nhảo như vậy đâu. Hay là ông này quá kẹt sĩ và tính toán. Trước khi quyết định chia tay thì ít ra cũng nên ngồi xuống nói chuyện với người chơi gái đã chứ, chưa gì đã bốt rồi nói chia tay như thế này là quá kém, nít nam N. L nhận xét. Còn một số khác thì lại cho rằng cô gái trên là chú dò dĩnh và cho rằng anh chàng trên quyết định chia tay là đúng. Bạn Nguyễn Hờ viết, thực dụng quá, chẳng biết thử lòng ra sao nhưng đến mẹ hay chị mình còn chẳng bao giờ dò dĩnh đòi tiến thưởng cáp. Mình không ưa kiểu con gái thế này, thôi, chia tay cho khỏe. Nhà bao việc còn đi đòi tiến thưởng, người ta thích, yêu thì sẽ chủ động tặng không cần phải đòi. Cô gái này đúng là không tâm lý, nhất là trong lúc người chơi trai đang bù đầu với công việc thì lại mang người chơi trai ra làm trò đùa, nít nam ơ huyện bờ nhận định. Quả thật, ai sai ai đúng trong trường hợp này thì tùy khái niệm mỗi người. Tuy nhiên, vấn đề tiến thưởng cáp, tiền bạc trong mối quan hệ yêu đương vốn vẫn luôn là chuyện nhạy cảm. Còn với khái niệm của riêng người chơi suy nghĩ như thế nào trong trường hợp này?